Haaland đã không làm anh em hải ngư phải thất vọng rồi. Không biết là Brazil với những vụ công samba như là Neymar, Vinicius Junior thì sao đây? Hãy cùng tìm hiểu ngay trong trận đấu giữa Brazil và Serbia diễn ra vào lúc 2 giờ thứ 6 ngày 25 tháng 11 trên sân vận động Lusail. Không cần phải nói nhiều về top 1 FIFA ranking Brazil nữa rồi, khi mà đội hình của họ đang sở hữu có lẽ là bộ khung đồng đều nhất trong những kỳ World Cup gần đây. Hãy cùng điểm qua về hàng công trước đi, khi mà Tite sẽ phải đau đầu chọn ra những cái tên góp mặt trong trận đấu ngày hôm đó. Neymar Junior, chắc chắn rồi. Ngôi sao của PSG đã có cho mình 11 bàn thắng cùng 9 kiến tạo, đã vượt lên với chính bản thân mình khi ở mùa giải trước. Những gì cầu thủ số 11 này có thể làm được chỉ là 13 bàn thắng và 6 kiến tạo. Đương nhiên rồi, thi đấu cùng với hai ngôi sao hàng đầu khác là Mbappe và Messi thì việc tiền đạo người Brazil có cho mình một thông số đẹp như vậy cũng là điều dễ hiểu. Để ghi được 11 bàn, Neymar chỉ cần có 15 cú sút trúng đích, tương đương với goal per shot on target là 0.6. Bên cạnh đó, shot creating action 90 của Neymar đang ở mức 6.91. Đây cũng là một con số dễ hiểu khi với khả năng dây dắt bóng điêu luyện cùng những đường truyền nhanh và chính xác. Chắc chắn cơ hội sút dành cho Mbappe ở tuyến trên sẽ luôn luôn hiện hữu. Đương nhiên rồi, goal creating action 90 của Neymar cũng đang khá tốt với 1.17. Khi mà thu hút đến 2, 3 hậu vệ đối phương rồi dê qua hoặc tung dầm phạt chọc khe chuẩn xác cho những cầu thủ đang băng lên và ghi bàn, thì cũng dễ hiểu khi mà Neymar lại sở hữu cho mình con số như vậy. Chung quy lại, hàng công của Brazil ít nhiều sẽ phụ thuộc vào phong độ của Neymar thời điểm hiện tại. Do đó, Tite nên tìm ra những vệ tinh tối ưu nhất để có thể tận dụng bộ kỹ năng hoàn hảo của tiền đạo sinh năm 1992 này. Nhắc đến những cầu thủ thi đấu xung quanh là nhắc đến tiền đạo cánh đối diện cũng như là cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công. Không biết rằng nhà cầm quân 61 tuổi đang ưa thích mẫu như Jesus hơn hay là Richarlison hơn nhỉ? Với sự góp mặt của Jesus, Tite hoàn toàn có thể có cho mình một mẫu cầu thủ biết cách link up tuyến dưới, hoán đổi vị trí và đương nhiên rồi, dây dắt. Bản thân cầu thủ của Arsenal cũng đã có cho mình 5 bàn thắng và 5 pha kiến tạo. Góp phần đưa câu lạc bộ nước Anh lên đứng đầu bảng xếp hạng. Nhìn sang Richarlison, mặc dù đang gặp một chút vấn đề liên quan đến chấn thương cũng như là không có một phong độ tốt nhất khi ở Tottenham Hotspur, nhưng anh vẫn luôn là cầu thủ rất mấn bàn mỗi khi góp mặt cùng với đội tuyển quốc gia. Rafinha cũng là một cái tên khác đáng lưu tâm bên cạnh những Anthony hoặc Rodrigo. Brazil đang sở hữu mức chấp là -1. Khá ngạc nhiên nhưng khi nhìn sang bên phía đối phương thì cũng phần nào hiểu được lý do tại sao. Tuy nhiên thì anh em mực chuyên gia vẫn tin tưởng vào mã handicap dành cho Neymar cùng với những người đồng đội nha. Như đã nói ở những video trước, có vẻ như anh em hải ngư toàn xem chùa chứ không sắp hay like gì cả. Tức ghê. Thôi thì nhân dịp Hà Lan hái ra xèng cho anh em, tại sao không tặng cho The Tactic Duo một like cũng như là một subscribe nhờ. Anh em mình sẽ cảm động và tiếp tục đưa ra những mã kèo uy tín đó. Rồi, đối thủ của Brazil, Serbia, một đội tuyển với lối chơi kỷ luật, chắc chắn và đầy sức mạnh. 5 trận gần nhất, họ thắng 4 và hòa 1. Ở trận giao hữu gần nhất, Bahrain đã phải chịu thua với tỷ số 1-5 trước những chiến binh Serbia. Cùng nhìn vào khu vực tấn công, khi những Tadic, Vlahovic hay Mitrovic sẽ khiến cho người hâm mộ Brazil không khỏi thấp thỏm. Mitrovic thì cũng đã quá quen mặt với những câu lạc bộ nước Anh khi thường xuyên xé tan mảnh lưới của họ. Cụ thể, anh ta đã có 9 bàn tại EPL tính đến thời điểm hiện tại. Đối tác của Mitrovic, Vlahovic cũng đã 6 lần điền tên mình lên bảng tỷ số tại Serie A. Ở hàng tiền vệ, chắc hẳn cái tên Milinkovic-Savic sẽ khiến cho những cầu thủ phòng ngự bên phía Brazil phải có một ngày làm việc vất vả, khi những gì mà tiền vệ hụt của Manchester United có thể làm được là cực kỳ đa dạng. Đó là còn chưa kể đến những cái tên như Lazovic hay Kostic. Brazil cũng không phải là không có điểm yếu khi đang sở hữu một hàng hậu vệ hơi Âu một chút. Thiago Silva mặc dù vẫn là trụ cột vững chắc tại Chelsea, nhưng tốc độ là một thứ mà cựu trung vệ của AC Milan đã dần đánh mất. Bên cạnh đó, hai hậu vệ cánh cũng là điểm yếu của Seleção, thì đây là khu vực duy nhất mà Brazil lại không sở hữu những cái tên hàng đầu thế giới.
Nhưng Danilo hay Alexandro sẽ không thể lên công về thủ như cái cách mà Roberto Carlos hay Daniel Alves thời trẻ làm được. Vậy nên đây cũng là một điều mà những chú đại bàng có thể tận dụng. Over Under đang được đánh giá ở mức 2,5. Và như những gì chúng ta có thể thấy được từ hai đội tuyển, thì một trận đấu tương bừng bàn thắng sẽ là thứ mà những nhà đầu tư của chúng ta thích đùa hoàn toàn có thể hướng đến. Anh em mực chuyên gia chúng mình cũng xin phép được chào tạm biệt mọi người nhé. Mấy anh em nếu muốn cùng với chúng mình bàn luận thì hoàn toàn có thể inbox với fanpage The Tactic Duo để nhận được những sự trợ giúp tận tình nhất. Và cũng đừng quên rằng The Tactic Duo sẽ luôn ở bên anh em. Lorenzo Santos, Conas.
勝利を守りました。